thách của chương trình là mình có 60 phút set up một bữa ăn. Để xài em biết làm nè. Có cá nè mà mình phải bắt cá. Không biết bắt cá nha. Mình tính làm gỏi xoài. Gỏi xoài ngon nhất là chế nước mắm, chế miếng đường. Năm đứa, tụi con đó là nấu cơm trưa với chủ nhà. Thời gian để hoàn thành bữa cơm là 60 phút. Nếu cô chấm các món đều ngon thì sẽ được một viên kim cương. Bình gì nấu chua lục bình. Dạ. Mà tép chỉ có nấu chua lục bình thôi. Còn cá. Cá lóc cũng được, con sẽ chế biến món đó cho. Canh chua lục bình. Canh chua lục bình. Gỏi xoài. Cá lóc. Cá lóc. Cơm. Hết. Sẽ nấu bằng bếp củi hết. Con à. Tụi con nấu sao mà tụi con ăn ngon được rồi. Dạ không, cô là người chấm điểm. Cô phải ăn ngon thì tụi con mới được có kim cương. Còn cô ăn ngon là không được kim cương mà hạt đậu mang về. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chia ra hai đội. Bây giờ quả đầu tiên. Bề trắng và bề đen. Cây nể hôm nay nể hôm nay. Thắng là ra chứ. Thắng là ra. Rồi. Cô là cái người bị loại. Ok. Mèo ra ít tỷ. Ủa cái gì vậy? Này là sao? Là ít đó. Sao lại ít vậy là sao? Đâu. Mai ngửa lại rồi nha. Thế. Ốc ngửa rồi. Thế. Trắng, trắng ra trắng, đen ra đen. Trắng ra trắng, đen ra đen. Ha ha ha. Trắng. Nhiều ra ít vậy. Ôi trời, ra đen luôn. Đen luôn. Nhiều ra ít vậy. Trắng hoài luôn. Trắng hoài luôn. Thú xì đi, rồi ba người thú xì đi. Ba người thú xì ai đi đi. Thú xì đi. Quánh từ gì ra cái gì là ra cái này này. Ai chơi cái này? Bây giờ ai chơi cái gì? Bây giờ là từ là ra cái gì là cái gì vậy? Vô ra đi. 1, 2, 3 rồi. Là người phụ. Vậy thôi, mình đâu có làm gì đâu, mình không có trách nhiệm gì hết. Bây giờ mấy quả, bây giờ bưng đậu cột của em. Em cũng đồ nam em à. Rồi bây giờ nè, bây giờ chia ra. Đội bên này là cái gì, món gì? Canh em đi. Làm món canh với cà cơm. Canh là cơm. Canh lục bình đấy. Lục bình hái phải không? Lục bình với tép. Còn mình là cá với lại xoài. Thì em là đi hái xoài, còn chị là đi bắt cá. Bây giờ okay. Mai Ngô đi bắt cá và lại hái lục bình chung với chị. Quá về đi thôi Mai Ngô. Mai Ngô ơi. Ớt nữa nha. Ớt nữa. Ớt nữa. Gỏi xoài có ớt. Không có cần hái cái trái đó, nó không có nằm trên thực đó. Hái xuống là bị phạt chủ nhà phạt. Rồi xuống đi. Có một bó củi để cho mình cổ thể hiện bản thân nè. Cho thấy cổ xì tròn gờ nè. Cổ tròn gờ. Giờ cho biết là vô đây nóng dữ lắm. Ờ dạ. Con mình sẽ làm như nào ạ? Thử thách lớn của con đó. Vô đây là dữ dằn luôn á. Chứ không phải ở thành phố mà có máy lạnh đâu. Hay nhúm cho con, nhúm cho, nhúm cho. Đi vô gạo đi. Biết làm hả? Vô gạo đi, nhúm cho nồi lửa rồi tôi đi bắt cá. Bây giờ tụi con lấy cái cơm này ra cho cô đi rồi lấy cái son nó nấu. Dạ. Cái son nó ăn đủ không? Đủ ạ. Mì mìu. Giờ con thay đồ gì mới được con? Giờ con phải mặc cái quần đen, rồi cái áo đơn sơ như của cô vậy nè, xuống mương mới được. Để con bắt cho. Làm em bắt rồi. Con cũng mua. Rồi đi năm em ơi. Rồi giờ cho hai cộng. Rồi nhúm lửa xong rồi đó. Ôi ôi ôi, mọi người ơi. Mọi người né lại nha. Đi đây nè. Ở đâu, ở đâu? Đây nè. Ở bên đó hả? Về móc chân xịn đã luôn. Thôi kệ. Lâu lắm rồi mới bắt cá đâu nha mọi người. Ở dưới này có miếng chai không vậy? Trời cái gì vậy bà? Ghê quá! Em bay ơi!
Cái gì vậy? Không được rồi, không được rồi, sợ quá. Giận chú con cá hả? Sợ quá, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Từ từ rồi, từ từ rồi, từ từ rồi, ôm lấy mình á, ôm lấy mình á. Nó chụp nhanh, nó trơn á. Trời ơi, nó cục rồi, nó cục rồi. Rồi, biết cảm giác là hết sợ rồi, từ từ đã. Nè. Sao bắt cá vậy? Lớp 3 là bắt đầu phải nấu cơm rồi. Vì bố Châu rất là nghiêm trong việc là con gái phải tự lập. Từ lớp 3 tất cả các chị em là phải giúp mẹ nấu cơm. Nên là lười cũng không được hết á. Bố rất nghiêm. Cả một tí nhá. Dạ mẹ. Rất là khó. Hết củi phải lấy củi. Mấy Châu chưa làm việc này nhưng mà Châu nhìn thấy chị Năm em là lấy những cái củi nó nhỏ thì chắc còn cháy tốt hơn. Nên cũng sẽ bắt xiếc. Xong chưa? Nói anh bắt được cơm lên chưa? Không được, không được. Đâu rồi? Ai lãnh nhiệm vụ nấu cơm? Con ạ. Con lấy củi trong này nè. Con phải đổ nước nhiều vô chứ không phải cơm điện. Ồ, nhiều nước à? Thôi phải ôm dưng chắc. À. Ừ. Chứ không phải là để vậy cạn luôn nghe không? Ồ. Lửa nhiều là nó dễ bị tình là cơm. Ờ. Nghe chưa bao giờ nghe phải trèo lên hái một cái xoài. À không, thực ra thì không phải trèo nhưng mà phải đi vác một cái cây rất là dài to hơn người nghe. Và nghe phải hái cái xoài đó xuống đây. Và nhìn từ xa thì cái xoài rất là bé. Nhưng mà thực sự xuống tới nơi thì nó to bằng đầu của mình, to bằng đầu của mình. Vậy nè, nhà canh con độ chừng nào mà người ta thăm chừng lâu lâu con dở thăm chừng đúng không? Vâng. Cho nó sôi tim lên, sôi lên là con phải dở ra không? Là phải bỏ ra ấy ạ? Ờ, để dạ. Nó xào, xào nát. À. Đúng không? Dạ. Vậy thôi mình ráng đi hai lục bình cho nó hết luôn rồi mình vô mình nghỉ á. Dép rồi ta. Nè, đeo vô. Ờ. À. Nhìn kêu. Nắng quá vậy? Cho con mượn dao đi cắt lục bình nè cô. Cô chỉ con. Này này, con dao này, có dao này. Cô chỉ con cắt làm sao này để nấu ngon cô. Chị bắt được cá rồi đấy hả? Wow. Hai 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 ba cái bắt kìa. Chạy trên chị hứng nè. Hay quá hả? Bây giờ biết sao giết nè, biết giết không? Em không bao giờ ăn hải sản nên không biết làm cá luôn. Có một cái nữa là Châu không bao giờ ăn hải sản, không biết hải sản. Nên là tất cả những cái món gì liên quan đến hải sản là không biết làm. Hay là mình hỏi cô có trứng không nhỏ làm trứng? Hay là mặt sau của nó là mất hết thịt.
đây. Cứu với, cứu với. Thôi văn luôn. Hủi quắc luôn á. Ở dưới này cái cống. Thôi lỡ rồi. Cái này cũng là một thử thách cho cuộc sống. Coi như đi phượt. Phượt. Đi vô cái căn kia nữa kìa. Làm bếp là thích làm một mình. Kiểu như có những người cực thích đọc sách hay là thích xem phim thì sẽ làm một mình để tập trung vào việc đấy. Thì ở nhà để cho thích nấu cơm là cho sẽ chỉ thích làm một mình thôi. Không thích ai đứng đấy nhìn mình. Như anh nhìn em. Đùa thôi. Quay thì được. Tư liệu thì được. Ôi, cô ơi cô à, chào con hỏi mời. Bíp bíp, nước sôi mọi người ơi. Nó sôi rồi ạ. Sôi nhưng mà phải cho nở chứ, sôi là... Nó nổi rồi ạ. Có đồ nhắc đó, sao con không lấy cái đồ nhắc? Là cái gì ạ? Nó bóp nổi rồi ạ. Ôi, gạo này nóng như là dở rồi. Dạ. Rồi con chắc nước. Sau khi đào trong nước suối hái về. Được con nhỉ? Nhiều đó ăn ăn nhịn lại. Thôi, nhìn hả? Nhìn là đủ rồi cô. Bây giờ con chắc nước đi, chứ chắc nước không? Không được, đẩy kính lại, kê đại đây đi. Kê đại đây chắc đi. À! Ghê quá à. Ghê. Đổ đến con nhảy kia. Đây để làm cho cô ơi. Nó đừng thở luôn kìa nam em. Bà quyết tâm bà cắt bắt được con cá không? Chắc cho thiệt hết nước. Cái này con để hơi nhão rồi đó. Lỡ, mạnh mẽ lên em ơi. Mạnh mẽ lên. Mạnh không nổi luôn. Không, em kẹo ngược lên á. Ừ. Ồ, nó vừa nãy đó, nó nhảy luôn em. Rồi, vừa hoảng hồn luôn á. Rồi. Dạ. Mạnh mẽ lên em ơi. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên em ơi. Mạnh mẽ lên. Hai ba đây. Rồi bỏ đây. Cả xong bỏ đây nha chị. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên em ơi. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Ghê quá. Ghê quá còn sống luôn á. Trời ơi thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Ừ, cảm thấy có tội lỗi ghê luôn á. Làm được. Ừ, chắc không dám ăn quá. Thiệt nó không làm được luôn mọi người. Làm phụ không? Giờ có một cái này rồi. Rồi, cá này xanh rồi nè. Một con á. Tất cả ăn một con cá hết. Thấy nhiệm vụ của mình quá là nhẹ nhàng. Rửa mông đi em để ngày mai không nổi một nhọt rửa mông đi em để ngày mai không thể ngồi được rửa mông đi em. Wow, con bị nát rồi. Ừ. Em nghĩ là phải sửa đây vì nó bị nát rồi. Nát bét cục đầu mà chín. Nát bét cục đầu mà chín nữa. Chán quá. Bây giờ cứ để cho nó khô hay là mở vung ra cho nó khô nước nhanh. Đó. Nhưng mà nó chín rồi, bây giờ nó chỉ bị ướt thôi. Phải mở ra cho nó bay thôi đúng không? Đúng rồi. Hạnh phúc kết thúc hôm nay. Em cảm ơn anh vì đã yêu em. Thay đồ đi Mai Ngô ơi. Lúc mình thay đồ ấy. Chị ơi da ơi. Em gọt xong rồi giờ mình. Em băm ra xong rồi em bào rồi đó. Rồi. Thêm bao nhiêu đi. Rõi mà. Hai rổ. Rồi xong làm nước mắm đúng không? Ừ.
làm gì? Đi uống, đi khai tắc làm ly trà tắc nè. Tắc đâu? Không phải tắc. Lên để hái cho sạch. Thơm quá thơm. Quá thơm. Thôi không, đủ năm cô uống. Đi vô. Bây giờ cho cái này lên để cho chị Gia làm cá. Tiêu gì? Uống hơi nhiều đường quá. Tay bắt quá. Giờ tay dắt bắt. Chị xinh quá. Chết tàu ra để làm gì? Nước mắm chua ngọt. Ủa chị gì đang chạy ra? Mình làm trà tắc mà kỳ ta. Không biết nên vui hay nên buồn. Thấy không? Ở trong này nè, người ta đứng trong này người ta không biết nóng là gì. Nó hừng hơ cái này nè. Quên cái nóng luôn. Đi ra đi. Ra đi kia. Ly nước cho chạch. Chạch tắt không tắt đường cho hạ quả bớt làm miếng chả tắt cho hạ quả bớt miếng thôi chứ làm miếng chả tắt cho hạ quả bớt lắm á, tôi tưởng là phi chua và đèn chua thôi nữa. Cầm vô con cá này không biết tiêu nè. Không có cay. Mèo kìa chị. Mày nước thành chị canh đi. Trời ơi. Cái gì đây? Nó nghe mùi cá đó. Cái gì gọi lại cho nó tên nó giấc thiệt đó. Nó đói. Nó đói bụng rồi đó. Nhiều khi nó ginh xuống rồi nha. Ăn lắm. Tôi có ăn dụng nhưng mà tôi ăn xoài, tôi không ăn cá. Nó ginh xuống rồi, chó đập rồi. Ôi, mất miếng cá rồi. Trời, cái miếng cá là miếng tôi thích nhất. Giờ mình giờ đi kiếm được miếng cá mới giỏi. Mày phải không? Con kia. Con heo thôi. Ê, Kỳ. Đây này, còn biết sinh nữa đây này. Thật có chỗ đâu nhờ đó. Đúng không? Mày đừng có giả điên. Tao biết mấy cái trò giả điên của bọn chết tụi mày. Quá hức giọng. Tụi chi miếng cá quá nóng. Không, con mèo, con chó không thể nào lên được. Nãy giờ máy quay để đó. À bên này nè, bên này nè. Bên này nè.
quá, ăn bữa cơm này mệt quá. Dạ ha. Ốm hơn mấy ký luôn á. Sao không nghe hấp dẫn gì hết trơn vậy? Dạ không nghe hấp dẫn. Tôi không mời đó rồi. Cơm. Không ai quan tâm nữa gì. Thôi con hỏi rồi. Chế nước mắm vô cho thấm xài đi. Nè nha. Cơm mời cô. Trời ơi, mồ hôi một ta luôn. Woo. Ôi, cô ngồi lên chính điện. Mình nói là chính điện đi. Tự nấu tự ăn luôn phải không? Dạ. Dạ, tự cung tự cấp. Dạ, anh này nó giòn. Nó ngon. Nhậu nó đã. Dạ được con ngon. Được con ngon. Vỗ tay. Được, cô ăn gì thì cô ăn được nha. Dạ. Cô thấy sao? Dạ ngon, con thấy ngon. Rồi ăn đi chứ. Dạ con thử từng món luôn. Hả? Bây giờ con thử đến món cá. Miếng đó là ngon lắm. Dạ đúng rồi. À. Chiên lửa lớn ngon. Thêm một miếng nước mắm nữa. Đúng rồi, cái này là phải có vỏ xoài theo. Cô ăn thì ít có ghi nào ăn ngọt đó không? Dạ. Ăn chua thì cũng không phải là ngọt quá. Chết rồi, biết rồi vậy rồi phải mới đầu phải hỏi. Tại mình đâu có biết khẩu vị của nhà đâu. Tép rang thì phải ngọt ngọt. Ngọt ngọt á. Cá kho cũng không có ngọt. Cũng như dừa mứt thôi. Dạ. Không có ngọt dữ. Được không cô, vậy dừa không cô? Dừa, cái món này cũng ngon. Dạ. Cái món này là hai cái món cuối cùng. Cái món này với món này thì nó ngon rồi đó. Dạ. Cái món này nè. Đặc biệt là cái món này nè. Cô thường thường cô phá cái nhìn lục bình nấu với tép. Mình có tôm nó ngon hơn đó. Dạ. Cô thì cũng nấu tép. Mà hơi nhà mình còn tép á. Thì tụi con ăn đi. Dạ vâng ạ. Cô thử xong đi. Cô thử xong đi rồi thì chấm điểm đi. Tụi con ăn cho nó ngon miệng. Được. Chứ cô chấm ít quá là tụi con ăn muốn ngon miệng. Dạ cô không thử món này. Món gì vậy dạ. Món này nha, cô thử rồi cho con phải không? Này cô thử trong bếp rồi phải không con? Cô thử trong bếp rồi, cô nói là cô không thích ngọt. Nhưng mà thường là mình ở miền Tây mình tưởng là cô thích ngọt. Mình làm ngọt nhưng cũng không tùy theo con thôi. Có người thích. Đúng rồi đó, ngọt. Thì bởi vì cô không biết là cô lại không thích vị ngọt. Cái nào cũng ăn cũng được hết nhưng mà nó hơi nhích đường chút thôi. Cái này cô ăn cũng được luôn. Cô là không có chê cái nào hết trơn á. Đúng không? Là cô thích đúng không cô? Cái nào thích thì cô ăn nhiều, cái nào thích là không thích thì ăn ít thôi. Dạ. Tóm lại hả? Thích. Kìa, yeah, bây giờ mình đã được một viên kim cương à. Kiểu bây giờ mình đã được một viên kim cương rồi. Mấy cái chén này sạch nó để xuống lại tí bữa nữa. Ừ. Dĩa với con. Nè. Nó nghe tội. Dĩa chén này nè, đó. Ok luôn nha. Thế đợi đi, hồi rửa gì. Cái gì ngon không? Lỗi á. Không cái gì, cái chi ngon rồi. Hai chị em sinh đôi. Nhưng mà ngày xưa con cũng mém chết.
Tại nhà lúc mẹ con sinh á, mẹ con quê đâu biết con sinh nơi đâu. Xong cái lúc mình đẻ chị con ra, xong cái bác sĩ nó còn đứa nữa. Rồi xong mình cái mẹ con hết sức. Nó phải một tiếng sau mới ra được. Lúc đó một tiếng rồi xong rồi nhà con mới bưng vô hấp điện. Thì hấp 3 ngày xong mới có dấu hiệu sinh tồn. Còn này thì bạn nhiêu tuổi? Con mới 23. Ờ, có con mới xíu rồi. Và hai chị em còn khỏe hết. Dạ. Cũng khỏe khỏe cũng bình bình. Giờ cô cho con cái dẫn là ngon nhất.